sò này hôm nay mình sẽ chọn mấy cái hộp sò này mình hư rồi, mình sẽ thay qua cái IC này nha. Nên mình sẽ hướng dẫn anh em này. Đầu tiên á, và mình thôi cái hộp trước á là mình chỉ anh em cách hàng dây này nha. Giờ mình chỉ gắn dây vô thôi. Đây. Bài dây bò nè. Bài dây bò nè. Tay mình mới lào hay dơ anh em thông cảm nè. Đầu tiên á, anh em để cái hộp thôi trọt nè. Song song thế nè. Giống để giống mình vậy nha. Để giống mình vậy. Đó. Không. Đầu tiên anh em nói hai cộng dây dương bo trọt với dây dương bo với dây âm bo là hai cái nói chung rồi nè. Thấy không? Anh em thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Vậy nha. Nói chung. Còn ba dây pha anh em để vậy. Cái nó song song, anh em nói em kiểu song song ở đây. Cái đầu này cuối này là nói cuối này. Thì giữa cái bo trọt này là nói giữa bo trọt này. Rồi bo chính này. Đầu này nó đầu với đầu này ha. Rồi. Còn 6 dây nhỏ hay 12 dây tín hiệu á, anh em xác định cái chân mình giùm nha. Xác định chân nha. Chân tín hiệu của hàng này anh em. Nên để xong dòng này luôn. Đây là chân tín hiệu của chân dương nè. Không, này chân tín hiệu của ba chân này ở ba chân dương. Anh em thấy không? Của chân dương nha. Nè, dây dương đây. Đây dây dương này thấy không? Đó dây dương. Đây là mấy ba chân của dây dương. Thì mình sẽ nối ba chân tín hiệu của dây dương. Cái đường này là đường dây điện dương nè. Đó. Đó ngoài chân tín hiệu nè. Đó, nối vô chân tín hiệu là chân thứ ba nha em. Thôi chân thứ một, chân thứ một. Tôi sẽ đồ để vô một. Ta nói ba chân này. Mấy cái đầu này nè. Dương nói gì dương. Này dương dương nè. Thấy không? Dương nói dương đó, thì chân thể dương nói dương. Chân thể dương. Cái này bị đang ban. Rồi. Đây là tới gì tín hiệu của âm. Đây âm này có 3 dây không ạ? Âm có 3 dây nè. Đó, 3 dây tín hiệu này. 3 dây tín hiệu. Mình nói vô dây pha ba chân chân đầu đầu à, mình nói gì cho hiểu nha. À, chân đầu là tì bo nha. Tì bo tính quá là tì bo nó có chân tín hiệu khác nè. Đầu tiên là chân dương của chân âm, nói tín hiệu của chân số 1 của chân bo trọt này. Chân âm dương âm dương âm dương nha, lần lượt là vậy thôi anh em. Nè, để xong xong rồi mình nói tiếp là đầu này của âm, mình nói vô đầu của âm. Anh em thấy mà, anh em biết gì, à, thấy không? Tại mấy này mình bận quá, mình chỉ giới thiệu không? Anh em mà chưa hiểu thì anh em vô Facebook mình nha, mình chỉ nha. Vậy cái lúc này mình nhắn được nha, tại mình không ở xong nha. Thôi nha, chúc anh em thành công nha. Rồi mình sẽ làm cái bo này, mình đưa cho khách.